Sáng 16 tháng 7, mạng xã hội châu Á được phen dậy sóng trước nghi vấn Jennie Blackpink và thủ lĩnh Big Bang Dragon đã tái hợp bí mật yêu đương từ tháng 8 năm 2023 tới nay. Theo nguồn tin, hai ngôi sao hàng đầu K-pop được cho là liên tục để lộ đồ đôi từ nhẫn cho đến khăn quàng cổ. Chưa hết, nam rapper sinh năm 1988 còn bị soi việc nhiều lần nhấn like ảnh của bạn gái tin đồn kém 8 tuổi và mua quà tặng nàng. Còn nhớ hồi năm 2021, Dibas khiến toàn châu Á chấn động khi đăng tải thông tin Jennie hẹn hò Dragon. Đáng tiếc, chuyện tình này chỉ kéo dài được hơn một năm. Hồi tháng trước, nàng rapper Hắc Hường góp mặt trong sự kiện tuyên truyền album mới của Billie Eilish, còn Dragon đầy nổi bật tại buổi talk show công nghệ do CAS, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc tổ chức. Đáng chú ý, hai thần tượng đình đám được cho là đeo chiếc nhẫn giống hệt nhau. Được biết, hình ảnh này do mỹ nhân Blackpink đăng lên hồi tháng 8 năm ngoái. Trong khi đó, tấm hình của Dragon được chụp khi nam ca sĩ ra trình diện cảnh sát vì nghi vấn dùng chất cấm hồi tháng 11 năm 2023. Chưa dừng lại ở đó, Jennie từng gây bàn tán khi chia sẻ một vlog lên kênh YouTube cá nhân hồi tháng 2. Không khó để nhận ra chiếc khăn quàng cổ nữ ca sĩ diện trong vlog khá giống với chiếc Dragon quàng trong buổi tiệc có sự góp mặt của Lee Min Ho, vợ chồng Yang Jong Kun, Go Soo Young hồi đầu năm nay. Chàng liên tục nhấn like ảnh nàng. Hồi đầu năm nay, Dragon đã nhấn like một bài đăng về màn xuất hiện đầy tỏa sáng của Jennie trong talk show Lee Hyori Red Carpet do chị đại Lee Hyori làm chủ sĩ. Chưa hết, thủ lĩnh Big Bang còn thể hiện sự ủng hộ dưới hình ảnh Jennie chia sẻ tới công chúng nhân dịp thành lập công ty riêng Adelier hồi tháng 12 năm 2023. Nhiều fan nhận định Dragon luôn dõi theo mọi hoạt động của mỹ nhân Blackpink và âm thầm ủng hộ tinh thần bạn gái tin đồn. Jennie Blackpink quà do Dragon tặng. Hồi tháng 3, Jennie gây chú ý khi xuất hiện tại sân bay Incheon để lên đường tới Pháp dự Paris Fashion Week. Nhiều khán giả đã đổi dồn sự chú ý vào túi đồ từ một thương hiệu thời trang nổi tiếng mà nữ ca sĩ nhờ quản lý cầm giúp. Trước đó không lâu, Dragon từng công khai hình ảnh túi đồ tương tự trên story Instagram. Từ đây, không ít netizen đặt nghi vấn nam rapper mua quà tặng bạn gái tin đồn kém 8 tuổi. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen hiện đang bàn tán sôi nổi xung quanh nghi vấn Jennie và Dragon yêu lại từ đầu. Một bộ phận khán giả tin rằng hai ngôi sao hàng đầu của làng nhạc Hàn thực sự đã gương vỡ lại lành. Bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến khẳng định những khi nói trên chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và Dragon chỉ xem Jennie như hậu bối thân thiết. Đến nay hai thần tượng nổi tiếng toàn cầu vẫn chưa chính thức lên tiếng về nghi vấn tái hợp yêu đương bí mật gần một năm qua. Bên cạnh chuyện tình với thủ lĩnh Big Bang, Jennie còn từng trải qua hai mối tình với BTS và KSO. Trong khi đó, Dragon vốn nổi tiếng sát gái tại KBIS, liên tiếp dính lùm xùm tình ái với loạt mỹ nhân như Jennie, Taeyong, SNSD, Sohee, Wonder Girls, Kiko Mizuhara, Nana Komatsu, Joe Yeon, After School suốt sự nghiệp. Có thể thấy, thời gian qua, Jennie và vài thành viên Blackpink liên tục vướng tranh cãi. Truyền thông Hàn Quốc nhận định, các thành viên dường như gặp khó khăn khi xa vòng tay của YG Entertainment. Jennie mới đây tung ra một vlog ghi lại lịch trình của cô tại Italy, và đây chính là khởi đầu của ồn ào. Vlog có cảnh Jennie hút thuốc trong nhà và nhả khói vào nhân viên đang làm tóc trang điểm. Hành động của nữ ca sĩ gây tranh cãi dữ dội. Theo truyền thông Hàn Quốc, điều khiến khán giả thất vọng không phải việc Jennie hút thuốc, mà là địa điểm cô hút thuốc có nhiều người xung quanh và hành động nhả khói vào mặt nhân viên. Jennie bị chê không tôn trọng mọi người trong ekip. Sau đó, Jennie lên tiếng thừa nhận việc hút thuốc lá điện tử và xin lỗi công chúng. Cô khẳng định đã liên hệ với những người có mặt trong phòng hôm đó để trực tiếp xin lỗi. Tuy nhiên, dư luận vẫn nhắm đến cô với nhiều ý kiến tiêu cực. Osen phân tích, Jennie là nghệ sĩ hàng đầu được người hâm mộ toàn cầu yêu mến, nhưng hành động kể trên cho thấy nữ thần tượng thiếu phép lịch sự cơ bản.